Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ biểu diễn cho mọi người xem một con bot AI đang thực sự làm náo loạn cộng đồng mạng. Thì con bot này nó được ra mắt lần đầu vào tháng 11 năm 2022. Ngay lập tức thì con bot tên ChatGPT này nó đã chứng minh rằng ở bên trong, ở phía sau nó có một cái hệ thống AI rất là mạnh mẽ và gây ra được tiếng vang rất là lớn. Chúng ta có thể hỏi nó vô số các câu hỏi ở nhiều cái lĩnh vực và thường mình sẽ nhận được câu trả lời rất là hữu ích. Thì bây giờ tôi sẽ yêu cầu nó viết một cái chương trình liên quan về một cái ngôn ngữ lập trình, đó là tính một cái giai thừa của một số nguyên. Ok, bây giờ tôi sẽ gửi một cái yêu cầu vào chỗ này ha. Factorial program in C++, enter. Ok, thì con bot nó đang phân tích và đưa ra cái kết quả ha. Wow. Đầu tiên là cũng khai báo thư viện, khai báo hàm main, cho nhập số nguyên đó, cho một cái lập for lập qua nhân các cái thừa số lại in kết quả cực kỳ chính xác ha. Wow. Nó còn giải thích cho mình hiểu nữa ha. Cái quá trình xử lý của cái bài toán này. Bên cạnh đó nó còn đưa ra một cái giải pháp khác, đó là xử lý bằng đề quy tiết hàm luôn, quá kinh khủng. Ok, cực kỳ chính xác. Bây giờ mình sẽ hỏi nó một câu khác nha, liên quan về ví dụ như là do you know who is Hồ Chí Minh in Việt Wow. Cực kỳ chính xác luôn. Ở đây mình hỏi nó, bạn có biết là Hồ Chí Minh là ai không? Thì con bot này ngay lập tức nó đưa ra câu trả lời rất là chính xác luôn ha. Ok, một câu khác đi. Bây giờ mình sẽ hỏi nó, who is Nguyễn Tân? Bạn biết Minh Tân là ai không? Handsome boy. Ok. Wow. Cực kỳ thông minh. Rất là tuyệt vời ha. Quá xịn xò.